Mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com Gạch Chéo Đồ Gỗ Đức Hiền. Kính thưa quý vị, hôm nay là mùng 1 tháng 11 năm 2017 và tôi đang đứng tại xưởng sơn của hãng chúng tôi. Thì lúc này chúng tôi đang sơn hoàn thiện bộ ghế mang mã số 10x6x2 của một khách hàng anh Nguyên, là anh là kỹ sư bách khoa K25 đồng môn của tôi. Đây là chiếc ghế dài và đây là chiếc ghế đơn. Đây đang làm dở dang, lúc làm xong sẽ đẹp hơn. Ngoài ra thì ở đây đang còn 6 chiếc bàn ăn tròn, như là quý vị nhìn thấy cái chân và cái mặt bàn kia. Trong đó 3 chiếc là dài đường kính 1m19 và 3 chiếc là đường kính 1m33 dành cho 6 và 8 ghế. Còn đây là những chiếc đôn của bộ mà cột 15x11 thứ. Lúc trước là vẫn chưa làm xong. Đây là chúng tôi đang hoàn thiện 4 bộ trường kỷ TK2T, tức là trường kỷ mã TK2, những đục tích ở lưng với những cái chi tiết thì rất là tinh xảo. Và bên trong này thì là đây là một loạt các cái bức tranh khảm ở các cái tích như là Tùng Hạc rồi thì Quê Xưa, La Liệt. Còn đây là một loạt các cái đôi câu đối cao 1m53, các câu đối cỡ 2. Bên trong này là các cái bức hoành phi. Các bức hoành phi cũng để rất lâu rồi, tất cả hàng họ đều để rất lâu, cho nên là hàng là nó khô kiệt. Thế còn đằng kia là một số các bộ trường kỷ chúng tôi cũng đang hoàn thiện. Đây là một loạt các cái cuốn thư. Các cái cuốn thư ở đây thì đang có độ 20 cái. Trong đó có cả chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Đây là 3 chữ Đức Lưu Quang. Đây quý vị nhìn thấy nó rất là bụi bặm bởi vì hàng đang để xưởng. Ngoài ra thì còn hàng loạt các cái tủ bày đồ. Rồi lộc bình cũng có vài chục đôi. Nói chung cái cơ số hàng mà đang để đợi để làm để cho ra lò là rất nhiều. Mà đây chỉ là một phần nhỏ những cái sản phẩm đang làm dở dang của đồ gỗ Đức Hiền. Đây là chiếc bàn trường kỷ sắp chuyển đi Yên Dũng, Bắc Giang cho bác và bộ đội. Còn đây là chiếc kệ tivi và ngũ hụ sắp chuyển đi Ninh Hiệp. Ninh Hiệp là cái nơi mà chuyên buôn bán vải vóc và thuốc nam. Anh yêu cầu là đánh màu đậm nhưng mà vẫn còn nguyên vân gỗ. Thì đây, đúng cái tinh thần như thế đây. Còn đây là bộ lui cỡ lớn bằng gỗ gõ đỏ 6 thứ, là bây giờ bắt đầu đi vào sơn, chắc là vài hôm nữa là xong. Đây cái ghế dài, nó đằng sau kia là sập. Rồi đây một loạt các loại bàn thờ, và đây lại còn một loạt các cái cuốn thư câu đối lộc bình và trường kỷ. Đây tóm lại là không thể đếm hết bao nhiêu sản phẩm, và nếu như không có sổ sách thì không thể thống kê được. Nhưng mà đây tất cả tôi đã đều ghi vào sổ sách chi tiết ngày nào như nào rồi. Xin quý vị liên lạc với đồ gỗ Đức Hiền theo hai số điện thoại đây: 0984666999 hoặc là Zalo Viber là 0967666111. Tạm biệt quý vị. Mỗi lúc tôi quay phim thì lập tức cái điện thoại nó lại rung lên, rất là phiền phức. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đây bà xã gọi. Ôi anh đang ngoài nhà Quy. Em điện cho giảng viên ấy, hay điện cho chú Long. Bảo ạ. Bảo dẫn bác rồi chứ.